Thật thất vọng về chiếc quán có nhiều TikToker đến trải nghiệm nhất Bình Dương. Có bao giờ các bạn đi ăn ở một quán nào mà bị thất vọng về món ăn hay nước uống chưa nè? Còn tôi thì ngày hôm nay tôi đã thất vọng. Vì sao? Đến giờ tôi mới đi trải nghiệm quán này quá trễ. High Out Kitchen and Bar, một chiếc quán núp hẻm nằm trong khu dân cư Chánh Nghĩa. Quán này không gian nhỏ xinh nhưng góc nào góc nấy ngồi cũng chiêu lắm nha. Một địa điểm hẹn hò sinh nhật vô cùng lý tưởng. Mở màn là món khai vị người yêu cũ, đắng cay ngọt bùi, cảm xúc lẫn lộn nên ăn thử món này. Sườn nướng BBQ. Từ khi nào mà sườn heo có thể chế biến hấp dẫn đến như vậy? Cộng sườn to, nhiều thịt, mình chấm với sốt BBQ, ăn vị chua chua, ngọt ngọt, ăn siêu cuốn. Ăn thêm miếng salad cá hồi xông khói nữa là hợp lý. Gà thịt cá cân bằng, combo hải sản nướng hang hồng, có hào Nhật, hào Ý, hào phô mai, tôm nướng sốt cay và cá hồi chấm sốt mù tạt mật ong. Phần cá hồi chín vừa, thịt cá ngọt, chấm với sốt ăn ngọt áp lắm nha. Tôm nướng thì cái vị cũng bình thường thôi. Hào thì tôi thích ăn con hào phô mai có vị béo béo. Bí ngòi xào tỏi và cá chẽm lúc lắc hạt điều. Hai món này thì tôi gọi ăn thử thôi. Ăn cũng ổn nhưng không quá đặc biệt. Thịt cá chẽm được áo với một lớp bọt chiên giòn, nêm nếm vừa vị dễ ăn. Bữa tôi đi là thứ năm nên là quán có chương trình Lady Night. Toàn bộ nữ giới sẽ được tặng một ly nước bất kỳ, nên là ly nước này của tôi miễn phí nha. Còn bạn nào đi ngày thứ hai thì sẽ được mua một tặng một toàn bộ lúa mạch chai trong quán. Mấy bà tách ngay cái đứa bạn thân, rủ nó đi trải nghiệm thử nha.